các bạn đã trả lời cái số 1 của chị Đồng Ra. Số 1 của Đồng quan điểm với các bạn cần thế không nào? Đúng rồi, tất cả chị nhà dịch. Một tràng pháo tay chúc mừng các bạn cần thế. Chúng ta tiếp tục. Câu hỏi số 3. Tên gọi của vị chúa tể thần linh ông trời theo cách gọi của người dân tộc thiểu số Tây Nguyên là gì? Thời gian bắt đầu. Số một. Dạ, vừa đó là vàng. 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 Chị nghe rồi đó. Vàng. Vàng ơi. What part of this condition under appears to be? Thời gian bắt đầu.